Minh Khoa xin trân trọng kính chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình tin tức ngày hôm nay. Ước ừ mong quý vị luôn được nhiều sức khỏe và niềm vui. Ngay sau đây xin mời quý vị cùng với Minh Khoa đến với những bản tin được cập nhật trong ngày và như thường lệ sẽ là phần tin Hoa Kỳ. Trước khi chúng tôi bước vào các bản tin chi tiết, Việt Vision TV có một thông báo rất vui dành cho tất cả quý khán thính giả. Bắt đầu từ hôm nay, Việt Vision TV có mặt trên tất cả các hệ thống TV thông minh, Smart TV, quý vị xem hoàn toàn miễn phí, không cần antenna, không cần gắn hộp TV. Tất cả các loại TV thông minh hiệu Samsung, LG, Sony, Philips, TCL, Sharp, Hisense, Element, Insignia, Hitachi. Quý vị có thể cài đặt app VVTV xuống để xem chương trình TV của chúng tôi hoàn toàn miễn phí. Xin trân trọng gửi đến quý vị thông báo này. Mở đầu cho phần tin Hoa Kỳ ngày hôm nay, bản tin của chúng tôi cho biết rằng Hoa Kỳ cam kết hỗ trợ cho khối ASEAN 150 triệu Mỹ Kim. Tin từ Tòa Bạch Úc cho biết, Hoa Kỳ cam kết hỗ trợ cho các quốc gia trong ASEAN 150 triệu Mỹ Kim cho các sáng kiến, bao gồm an ninh hàng hải và năng lượng sạch. Và điều này đã được đưa ra trong ngày đầu tiên của hội nghị cấp cao đặc biệt theo đó, thông báo này đã được Tổng thống Joe Biden đưa ra trong một hội nghị có tên là Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN Hoa Kỳ đã diễn ra vào chiều tối ngày 12 tháng 5 và sự kiện này được bắt đầu bằng một buổi tiệc chiều đại của Tổng thống Joe Biden tại tòa bạch ốc. Tại hội nghị thượng đỉnh này đã đánh dấu lần đầu tiên các nhà lãnh đạo trong khối ASEAN cùng tham dự một sự kiện mang tầm cỡ quốc tế ngay tại Tòa Bạch Ốc và cũng là một cuộc họp đầu tiên với ASEAN do một tổng thống Hoa Kỳ chủ trì kể từ năm 2016. Tòa Bạch Ốc cũng công bố kế hoạch hỗ trợ 150 triệu Mỹ Kim cho các sáng kiến mới và đây là con số dành cho bao gồm các công việc về hàng hải và năng lượng sạch và đặc biệt tại khu vực Đông Nam Á bên cạnh đó hoa kỳ cũng dự kiến công bố một kế hoạch hỗ trợ lớn hơn theo khuôn khổ kinh tế ấn độ dương thái bình dương đặc biệt khi tổng thống joe biden sẽ có một chuyến công du nhật bản và nam hàn trong tuần tới theo chính quyền của Tổng thống Joe Biden cho hay khoảng 60 triệu Mỹ kim trong khoản hỗ trợ này nhằm phục vụ các sáng kiến hàng hải mới, bao gồm việc triển khai các tàu tuần duyên để chống tội phạm trên biển, nhằm thúc đẩy khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Khoản hỗ trợ này cũng bao gồm sáng kiến chống đánh bắt bất hợp pháp và sử dụng các loại lao động cưỡng bức Ngoài ra, tòa Bạch ốc cũng dành 40 triệu mỹ kim trong kế hoạch hỗ trợ này để đầu tư vào nguồn năng lượng sạch ở Đông Nam Á và cho biết vẫn đang làm việc với các khu vực tư nhân để có thể huy động kế hoạch hỗ trợ để có thể lên tới số tiền 2 tỷ mỹ kim. Tiếng nói bản tin của chúng tôi cho biết rằng Thượng viện đã chuẩn thuận ông Jerome Powell làm chủ tịch của cơ quan FED nhiệm kỳ thứ hai. Theo AP đưa tin, ngày 12 tháng 5 Thượng viện Hoa Kỳ đã chuẩn thuận ông Jerome Powell tiếp tục làm chủ tịch của ngân hàng trung ương với tên gọi tắt là cơ quan FED với nhiệm kỳ thứ nhì và cho thấy cả hai đảng Dân Chủ lẫn Cộng Hòa đều ủng hộ cấp mà ông Powell đã ngăn chặn lạm phát xảy ra cao nhất trong vòng 40 năm qua tại Hoa Kỳ. Theo kết quả bỏ phiếu với tỷ lệ 80 và 19 đã phản ánh việc Quốc hội Hoa Kỳ ủng hộ rộng rãi nỗ lực của cơ quan FED nhằm đối phó với tình trạng giá cả tăng vọt bằng một loạt đợt nâng lãi suất lớn có thể kéo dài đến năm sau. Mục tiêu của cơ quan FED là làm chậm đà vay tiền và chi tiêu nhằm giảm bớt áp lực lạm phát kể từ khi nhiệm kỳ đầu tiên kết thúc vào tháng 2 đến trước ngày 12 tháng 5 vừa qua thì ông Jerome Powell làm công việc này với nhiệm vụ chỉ là tạm thời. Và nhiệm vụ của ông vừa khó khăn và lại nhiều rủi ro khi mà phải ngăn chặn lạm phát mà không làm nền kinh tế yếu đi tới mức suy thoái. Hiện nay thị trường việc làm vẫn đang phát triển mạnh mẽ và trong thời gian qua nó đã tăng trưởng đến mức mà ông Powell từng cho là quá nóng. Ngoài ra thì giá cả tăng cao khắp nền kinh tế đang gây đau khổ cho hàng triệu người dân tại Hoa Kỳ có thu nhập thấp, không theo kịp giá nhu yếu phẩm như là thức ăn, xăng dầu và tiền nhà đang ngày một tăng. Ngoài ra và do lãi suất rất có thể là sẽ tăng dần, thị trường tài chính dần trở nên bất ổn và giá chứng khoán giảm nhiều trong suốt nhiều tuần qua. Mức ủng hộ của thượng viện dành cho ông Powell trong ngày 12 tháng 5 vừa qua gần giống như là cách đây 4 năm khi mà ông lần đầu tiên được tổng thống lúc đó đó chính là ông Donald Trump đề cử làm chủ tịch ngân hàng trung ương FED. Khi đó thì Thượng viện đã chuẩn thuận cho ông Powell với tỷ lệ số phiếu là 84 và 13. Tiếp đoạn bản tin liên quan tới tổng thống, thưa quý vị, tổng thống Joe Biden đã hứa giúp cho những người nông dân tăng xuất cảng nông phẩm và giảm giá thành. Theo bản tin đến từ hãng thông tấn UPI cho biết, trong ngày 11 tháng 5, Tổng thống đã đến thăm một trang trại ở Kankakee, ở tiểu bang Illinois, để nói về ảnh hưởng của việc Nga xâm lược Ukraine, cũng như là nỗ lực giảm giá lương thực trong bối cảnh lạm phát đang gia tăng. Tại đây, Tổng thống Joe Biden đã có bài phát biểu rằng, Hoa Kỳ đang phải chiến đấu trên cả hai mặt trận. Ở trong nước thì ta phải đối mặt với lạm phát và giá cả leo thang, còn ở bên ngoài thì chúng ta vẫn đang giúp người dân Ukraine có thể bảo vệ nền dân chủ của họ. Cuộc xâm lược của Nga đã cắt đứt nguồn cung cấp lương thực quan trọng cho thế giới. Bên cạnh đó thì tổng thống Biden cũng cho hay chính quyền Hoa Kỳ sẽ tìm cách giảm chi phí cho người nông dân và cải thiện giá cho người tiêu dùng. Đồng thời nhận xét thị trường đã không vận hành hiệu quả do thiếu cạnh tranh, ngoài ra còn có vấn đề giá cả vẫn đang tăng cao. Và cũng theo Tổng thống Biden hiện nay, Ukraine có khoảng 20 triệu tấn ngũ cốc thu hoạch trong thời gian qua và trữ trong kho. Thế nhưng, Nga đã ngăn chặn việc đưa số ngũ cốc này ra thị trường thế giới. Tuy nhiên, ông cho rằng số lượng xuất cảng nông sản của Hoa Kỳ có thể sẽ giúp bù đắp sự thiếu hụt nguồn cung từ Ukraine. Và trước đó, Tòa Bạch Ốc cũng từng đưa ra tuyên bố rằng, Cuộc xâm lược phi lý của ông Putin vào Ukraine đã cắt đứt nguồn lúa mì, bắp, lúa mạch, hạt có dầu và dầu ăn quan trọng. Cuộc giao tranh này cũng đã làm gián đoạn chuỗi cung ứng trên toàn cầu về những vật dụng như là phân bón, thành phần thiết yếu giúp người nông dân gia tăng sản lượng. Và cho đến chiều ngày 11 tháng 5, Tổng thống Joe Biden đã đến trung tâm McCormick Place Convention Center ở thành phố Chicago để phát biểu tại buổi họp của nghiệp đoàn thợ điện quốc tế. Và Tổng thống Joe Biden đã kết thúc chuyến đi bằng một buổi gây quỹ của đảng Dân Chủ trước khi trở về Hoa Thịnh Đốn. Tiếp nối bản tin của chúng tôi, cho biết rằng Bộ trưởng Bộ Tư pháp của thủ bang Virginia kêu gọi truy tố người biểu tình trước tư gia thẩm phán tối cao pháp viện Samuel Alito. Thông tin chi tiết cho biết rằng Bộ trưởng Bộ Tư pháp của thủ bang Virginia đang kêu gọi các công tố viên phải thực thi một luật ngăn chặn tình trạng gây rối bên ngoài nhà của người khác. Sau khi có sự việc là khoảng 100 người biểu tình đã tuần hành đến tư dinh của thẩm phán tối cao pháp viện Samuel Alito để quấy rối. Vấn đề đang được đề cập là bộ luật tại tiểu bang Virginia cấm tụ tập bên ngoài nhà của một người theo cách gây rối hoặc là đe dọa phá vỡ quyền được yên bình của bất kỳ cá nhân nào ở trong nhà của họ. Và trong một đoạn email, bà Victoria lacivita phát ngôn viên của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Jason Meares nói với truyền thông rằng bộ luật tại tiểu bang Virginia quy định biểu tình trước nhà riêng của một cá nhân là tội nhẹ cấp độ 3. Theo luật của tư bang, thì các công tố viên của khối thịnh vượng chung địa phương phải có trách nhiệm là truy tố các phải vi phạm đối với luật này. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Miyares đã kêu gọi mọi công tố viên của khối thịnh vượng chung phải đặt chính trị cá nhân của họ sang một bên và phải thực thi pháp luật. Như vậy, lời kêu gọi đã được đưa ra sau một cuộc biểu tình khá ồn ào bên ngoài nhà riêng của ông Alito ở khu vực Alexandra. Những người biểu tình đã hét lên qua những chiếc loa và hô vang những câu đã đảo tục tiểu nhằm vào ông Alito. Thế nhưng, các viên chức chấp pháp tiểu bang Virginia đã xác nhận với truyền thông rằng không có vụ bắt giữ nào được thực hiện. Phát ngôn viên của sở cảnh sát Fairfax County cho biết các cuộc biểu tình đã diễn ra trong ôn hòa. Và theo công tố viên địa phương, cũng là một thành viên của đảng dân chủ và từng là công tố viên liên bang trong chính phủ của cựu tổng thống Obama hiện nay thì cho biết rằng vẫn chưa có những bình luận công khai về cuộc biểu tình vừa qua. Sang qua những bản tin về kinh tế, thưa quý vị, bản tin cho biết rằng có hơn 7.000 tỷ Mỹ kim đã bốc hơi khỏi thị trường chứng khoán Hoa Kỳ chỉ trong năm nay. Thông tin cho biết rằng từ đầu năm thì chỉ số S&P 500 đã giảm đến gần 18% và sau phiên giảm 0,1% vào ngày hôm qua thì chỉ số này càng tiến gần thị trường giá xuống đó chính là khoảng giảm từ 20% từ mức đỉnh gần nhất. Và thống kê cho thấy tổng cộng có hơn 7.000 tỷ mỹ kim vốn hóa đã bốc hơi khỏi các cổ phiếu trong nhóm S&P 500. Nhóm cổ phiếu công nghệ chịu thiệt hại lớn nhất bên cạnh đó chỉ số Nasdaq đã tăng nhẹ trong ngày hôm qua nhưng tính chung từ đầu năm thì cũng đã giảm tới 27% và chìm sâu vào thị trường giá xuống. Ngoài ra gần 3.000 tỷ Mỹ kim trong số 7.000 tỷ Mỹ kim vốn bút hơi khỏi S&P 500 là chính từ nhóm này. cổ phiếu của các đại gia công nghệ hàng đầu như là Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta Platforms và tỷ phú Elon Musk đều đỏ lửa trên màn hình. Netflix cũng đã mất đến 70% và đây là con số được xem là tệ nhất trong nhóm S&P 500 của năm nay. Như vậy, đợt bán tháo này còn dấy lên một hồi chuông báo động với các doanh nghiệp nhỏ, bởi vì họ lo ngại nền kinh tế Hoa Kỳ có thể mất đà sau khi hồi phục mạnh từ đại dịch. Theo số liệu từ một hãng nghiên cứu có tên là Bespoke Investment Group đã chỉ ra rằng chỉ số Nasdaq đã giảm hơn 20% trong 30 phiên giao dịch gần đây. Và mức độ giảm mới này xuất hiện 11 lần trước đó Và có 9 trong 11 lần trước đó có liên quan tới vấn đề suy thoái Và dù vậy thì họ cho rằng vẫn có hy vọng thị trường sẽ sớm chạm đẩy Và báo cáo cũng có đoạn cho biết rằng Cổ phiếu có thể tiếp tục bị bán tháo thêm một thời gian nữa Nhưng sẽ không kéo dài mãi Dù vậy thì các chuyên gia vẫn cho rằng thị trường có thể gần như là đã đến mức như vậy rồi chỉ số CNN Business Fair and Great Index theo dõi 7 chỉ số để báo về tâm lý của thị trường. Và hiện nay, con số đã rơi sâu vào vùng cực kỳ sợ hãi. Chỉ số này có thang điểm là 100, càng thấp thì sẽ thể hiện độ hoảng loạn trên thị trường càng lớn. Và hiện tại, con số trong thang đo này đang là ở mức số 6. Vừa rồi là những bản tin Hoa Kỳ và mình Khoa sẽ phép về đến quý vị một bài thông tin thương mại.